Phê duyệt ngân sách năm 2014. Em tên Huỳnh Thị Trang, đến từ trường trung học cơ sở Tân Quang. Đến với hội thi hôm nay, em xin kể câu chuyện cuộc gặp gỡ cảm động của bác Hồ và chị gái sau 40 năm xa cách. Câu chuyện thật cảm động và cũng là bài học sâu sắc cho tất cả chúng ta. Được bác Vũ Kỳ, người thư ký tặng kèm với bác trong những năm tháng ấy, chứng kiến và kể lại. Vào ngày 27 tháng 10 năm 1946, ở phụ bà ăn mặc giản dị, đầu đội nón lá, tay sách vở trong rất quê mùa tiến vào bốn gác của phủ chủ tịch. Ai lính gác vừa hỏi: thưa cụ gặp ai? Bà cụ nhắc nhở trả lời bằng giọng nói xứ nghệ: chào chú, cho tôi gặp ông chủ tịch. Ai lính gác nhìn bà luống cuống: nhưng thưa cụ là ai để chú vào báo cáo với bác? Bà cụ vui vẻ đáp: chú vào báo với bác là có chị Thanh ở quê ra thăm. Oh.
chị sợ em đi khắp toàn cầu nước châu rồi quên đi thế quê lệ quán nơi mình đã từng thích rốn chung rêu. Nay gặp lại em, chị yên lòng lắm, chị yên lòng lắm cậu Thanh à. Bác phải từ tốn với chị. Chị à, dù ở đâu làm gì em vẫn là người con xứ Nghệ. Đi trên nơi nghe chất giọng, nhưng giọng đàn trù em vẫn giữ. Hình ảnh mẹ, hình bóng cha và những khúc hát dân ca quê nhà để cho em thêm sức sống. Nay gặp lại chị, em như càng nhớ hơn hoàng trù quê mẹ và làng xe quê cha. Không biết rồi đến bao giờ em mới có dịp về thăm quê được chị ạ. Bà Thanh ôn tồn đến lái cây bát. Chị biết cậu bạn Việt nước. Nhưng chị, cậu cả Kim và bà con làng xóm rất mong ngày em trở về. Nhớ đáp, khi nào có thể, càng sớm càng tốt em nhé. Bác lại từ tốn với chị. Chị à, khi đất nước không còn bấm quân xâm lược, khi quê hương nhất định yên bình, em sẽ về, nhất định em sẽ về thăm quê chị ạ. Kính thưa ban giám khảo cùng quý thầy cô giáo, lại đến 11 năm sau bác mới trở về thăm quê lần đầu tiên trong 1957. Thẳm sâu trong con tim bác vẫn là tình yêu quê hương sáng người, da diết. Bác ghép lại tình riêng, ghép lại bao ký ức tuổi thơ em đềm đẹp đẽ vì nở nước. Yeah.